về ngay. Thế thì ông mày bảo bà đệ đâu, về ngay xem tình hình, ê cháu cũng làm sao triệu tập lên công an, hay là đây đánh nhau ăn cắp ăn trộm gì không mà bây giờ công an nó triệu tập cái kia. Thế là các cụ ba chân bốn cẳng lại sợ, lúc ấy này chồng con đang ê bị tai biến, bị tai biến xong rồi sang tim, sang tim rồi lên não. Thế nên là bây giờ chồng mày là đặt hai cái tem, còn nhớ chưa? Nuôi nằm ngang nằm có đây nớ nhanh đâu, toàn những loại ngang cái, như
buôn bán nó trả lớn gì. Bỏ ơi là bỏ cho cháu trả thương. Còn cho cháu cứ đi chơi tối ngày. Cứ lào ấy, bây giờ mày cứ học cái kìa. Mày học ai thì mày học cái chỗ vợ chồng của nước đi kìa. Đấy, vợ chồng ngon lành chưa? Đấy, bây giờ bố cháu già rồi. Bây giờ đi bố nê phương trời mời phương đất bố cháu bây giờ. Còn ít tuổi gì bây giờ đậu ấy, 60-70 đấy rồi. Thế mà bây giờ đây các cháu không thương bố thì bố cháu ra đây ấy là Nguyễn Văn Loan biết sống đây chờ và ai. Bây giờ bố khi cháu mà lấy vợ ấy là bố cháu trên này còn sống thêm cơ. Thì cái con cái đầy đàn đầy đống rồi là sống thêm. Nhớ chưa con? Thế mày có nghe là cụ không là thằng Việt, thằng 96 kia. Để thêm mới lên nó đấy, thêm lên nó đấy. Nguyễn Đức Việt kia có lấy vợ cho cụ không? Thế mày có thích đi chơi nữa không? Để cụ tháp năm cụ đón mày đi. Thương bố thương mẹ quay về năm nay mới có hơn ai biết tuổi đầu. Cháu chả biết ghi cho bố cho mẹ gì. Thế chứ còn thì cháu khổ này. Thế mày mà còn đi chơi nữa là tao ấy về tao mang thằng Loan đi xuống đây học với cụ đấy. Nhớ chưa? Ô nó khổ quá. Ô thì cháu. Thế còn đi đạp về đi. Ê cái đạp mà đi. Ê cái bọn công an nó mời giấy triệu tập vụ vụ gì đấy cháu. Cái vụ đấy vụ gì mà công an nó đến đây? Dạ tôi cháu là cái đám cưới. Chả biết đánh nhau đến nhiều thế nào ấy. Nhưng mà cháu nó về thì nó bỏ thằng nào. Nó không còn đứng vào đấy mà khi công an khỏi không đứng vào đấy. Thế nhưng mà ngày còi lên thì nó không được. Nhưng mà cũng phải tha tiền cho nên nó là mình không dính dáng vào đấy. Chắc là đứng đây có mặt chứ gì? Có mặt hả? Nó xe khai trong 1 năm rồi. Nó xe khai trong họ điều tra. Nó mời lên, nó lên thay cho tổ chức xe khai trong 1 năm ngoái. Nó nói giờ đây cháu nó đây. Bắt đầu công an nó triệu tập với các cụ ta bảo các cụ về ngay. Thế thì ông mày bảo bà đẻ đâu về ngay xem tình hình. Ê cháu cụ làm sao nó triệu tập lên công an. Ai là đây đánh nhau ăn cắp ăn trộm thì không. Mà bây giờ công an nó triệu tập cái kia. Thế là các cụ ba chân bông cẳng này sợ lúc ấy này chồng con đang ê bị tai biến xong rồi sang tim rồi lên não. Thế nên là bây giờ chồng mày là đặt hai cái tem còn nhớ chưa. Thế nên là các cụ có lo lắng thì các cụ chạy lên thì các cụ thấy buồn. Bây giờ đấy con cái bảo các cháu không nghỉ lại không chơi bảo nữa chứ không để ba ra lại gió không có các cụ thì con mày mà không ê kia nó cho con mày vào chồng mày mày chết. Để bảo con như vậy. Nhớ chưa? Nhưng mà kể cả các gì tất cả mọi người nếu nói như bây giờ chúng con không muốn là có ai bảo mày chết thêm nó à? Mày còn kêu thế cháu Minh có khỏe không? Các cháu có khỏe ngon cho cái thằng 96 chứ gì cho nó thì bây giờ phải kiếm chứ ông ấy mà cứ chơi bời này thì cũng còn kiếm cũng còn khó chứ không phải là kiếm mà dễ được. Nó thì ai đi chơi nó đi chơi cả đêm mà đàn đúm này còn đi karaoke kè cơ không được đi ăn karaoke nhá. Về quay đầu về đi. Còn nếu cháu không nghe lời thì chúng nó đưa cháu vào nghiện là cháu chết. Đấy cũng nói với con bây giờ này. Con nghe thì nghe, con không nghe thì là con kia. Nhớ chưa? Con với cả cháu với cả chắc thưa mẹ bố mày sướng chưa? Đấy, mày cái đặt cái vụ đấy mà không có các cụ cứu nhá thì bọn công an ấy bọn kia nó chạy ấy xong nó tống bố mày vào chạy cho thì chết. May các cụ phải chạy ngược chạy xuôi chạy ngang chạy dọc chạy lên chạy xuống chạy ấy bao nhiêu việc với ấy tay qua lại khỏi được mà mày không biết cái đường lối là sự bố là còn cái cháu sổ khổ lại. Nhớ chưa?
Đây vào đi, con chuột nhắt kia. Chỉ gấm đây, nhận ở trong nhà nhà mình thôi. Này thì nó bảo hộ tôi. Ủa, nó sang 96 rồi. Đây, nhớ chưa? 20 tháng riêng năm 96. Nhớ chưa? Bây giờ đây là vừa lần vừa ghê chuột. Hiểu chưa? Thế nên là không bảo được đến nơi đến chỗ nó. Là thằng này chúng nó đưa đồng để lấy thằng này trước sau cũng đi ăn. Bảo cô nói trước. Còn mẹ vợ chồng nhà nước thì tao đỏ cho ấy, làm ăn buôn bán đồng ra đồng vào để mà chi tiêu. Còn mẹ bao xa bạc cả bát tương bát khói đi, sao nó sạch sẽ mẹ bảo thằng Loan thế. Còn đây không phải suy nghĩ, mày không phải tìm nó. Mày có tìm đến sáng nó cũng không về. Nhớ chưa? Thì đây giờ ta bảo nó rồi, đây còn đây giờ con cho cháu ý nguyện như thế nào ta bảo rồi. Thế còn mồ mã nhà tao thì ngoài đồng thì cũng tặng những cái bạn nợ bắt thương bắt khói đi. Còn đây thờ phụng thì con mau sái sạch sẽ lại đi. Với cái đầu mà bây giờ đồ thờ là đứng xuống sông mới được ăn. Chứ thì gặp mày cứ bốc cho con này gặp thức ăn trước là tao cũng mặc lòng đâu. Cái chân cái chiếc bỏ vào đá cũ. Nhớ chưa? Do mình tặc lưỡi. Đây ai gầm? Lần sau ăn đấy, để đấy để. Cái chân để nó rẻ đấy. Cái đồ con cháu có chơi bảo không cào nó lại. Đó mẹ ô con cháu chỉ gầm trước. Thế đâu tao đi về. Còn tao sẽ kèm tao không cho nó chơi nữa. Đất thì không có phàm. Nhưng mà đĩa tầm này là đê, đĩa đê phàm. Ông này này nữa là nữa đê chuột này. Thì bây giờ đi ra cây đệ cho cháu cùng thằng này trước sau cũng đi ăn. Cây đệ là đi kê chùa, đi kê cầu lễ lại cho cháu gọi là cây đệ. Để cho cháu mát tâm mát tinh, cháu trở thành con người ngoan để lấy vợ sinh con. Bây giờ tới 27 tuổi đầu rồi, con nhớ chưa? 26-27 tuổi đầu rồi, xin đấy cho cháu để cho cháu được. Ai mát mẻ thì làm ăn thuận buồm chưa đó. Nó chỉ có là làm. Thì tôi đi về.